xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì Vinh rất là vui khi được gặp lại tất cả quý vị khán giả và hành trình mới được mang tên là Quang Vinh đi Việt Nam. Điểm dừng chân đầu tiên của Vinh ngày hôm nay sẽ là Vinpearl Phú Quốc. Chắc hẳn là mọi người sẽ rất là nóng lòng xem căn villa của Vinh ngày hôm nay cũng như là những cái trải nghiệm của Vinh sẽ như thế nào. Thì chút xíu nữa thôi, hãy nán lại, mình sẽ cho mọi người xem. Và một điều đặc biệt nữa là Vinh sẽ dành một điều bất ngờ cho chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có một vị khách mời rất rất là đặc biệt sẽ cùng xuất hiện cùng với Vinh. Mọi người chờ xem. Bởi vì Vinh cảm giác được ở đây có một cái sự đầu tư rất là hoành tráng và mọi thứ đều được trang hoàng rất là đẹp. Khu Vinpearl này rất là rộng lớn, có rất là nhiều khu và Vinh hồi nãy như mọi người thấy Vinh đi vào sảnh chính và bây giờ thì Vinh đang check in riêng biệt, tại vì Vinh book villa thì sẽ Vinh có cái phần check in riêng. Khu này là khu nhỏ nữa, một cái khu là gần khu villa, tức là ở đây có rất là nhiều khu và có rất là nhiều cái sảnh để cho mình check in. Sảnh này Vinh check in tên The Delight và có welcome drink cho Vinh nữa. Sau khi check in thì Vinh sẽ qua chiếc máy này để Vinh thực hiện cái bước là nhận dạng khuôn mặt của Vinh, chụp hình của Vinh. Sau đó thì nhận chìa khóa phòng về villa. Nếu mà Vinh có cái nhận dạng này rồi thì Vinh sẽ đi sử dụng những cái dịch vụ ở trong khu resort, sẽ nhận dạng mặt mình, chẳng hạn như mình vào ăn trong nhà hàng. Như các bạn biết thì thường mình book phòng ở đây mình sẽ được bao trọn gói là ăn trưa, ăn sáng, ăn tối luôn, một ngày ba bữa. Ok. Thủ tục của mình đã xong rồi anh. Bây giờ là thẻ phòng của mình. Và phòng của mình là... Rồi, cảm ơn em. Giờ là mình cứ được gặp anh đó. Đây, đi về phòng thôi. Và như thiệt lệ thì bây giờ Vinh sẽ dẫn mọi người đi xem căn villa của Vinh ngày hôm nay. Trước khi vào thì mình thấy là cây cối xung quanh ở đây so với những nơi khác thì đều đã lớn hết rồi, cho nên mọi người có một cái không gian xanh thoải mái, rất là thích luôn. Xin mời vào nhà. Đây là căn villa 4 phòng ngủ ở khu Resort and Golf của Vinpearl, một trong những khu cao cấp nhất ở đây rồi. Căn phòng này có tới 4 phòng ngủ nhỏ. Mình đang đứng ở sảnh và phía bên tay phải của Vinh đây là trang phòng khách. Cái này thì mình ngồi, Vinh nghĩ trên 10 người luôn, hay một cái không gian sinh hoạt rất là rộng. Rồi, đầu tiên mình coi ở đây có gì đã. Vinh đang cầm trên tay Vinh là thực đơn phục vụ tại phòng. Nhìn rất là hấp dẫn nha các bạn. Mình sẽ không có thời gian để mà mình review từng món, nhưng mà Vinh nghĩ là giá cũng rất là phải chăng. Thường thì mình book phòng ở đây mình có những cái gói ưu đãi đã bao gồm 3 bữa ăn, hoặc là các bạn chọn gói bao gồm buổi ăn sáng. Thì cái phần này là phụ thôi, nhưng mà đồ ăn rất là hấp dẫn luôn. Có đầy đủ đồ ăn Á, Âu. Và đó là menu, còn đây là phần hướng dẫn dịch vụ. Trong quyển sách này thì có tất cả các loại mô hình ăn chơi các bạn có thể nghiên cứu ở đây. Mình đi trong resort thì mình có thể tham gia các hoạt động ở trong resort, hoặc là mình đọc cái quyển hướng dẫn đó, mình có thể đi ra ngoài chơi những cái day tour. Mình đi tham quan những cái hoạt động khác ở ngoài resort, như là Vinh muốn đi chơi ở phía khác của đảo thì các bạn hãy nghiên cứu, trong đó cũng có luôn. Đây, căn phòng này đẹp không? View này là nhìn thẳng ra biển luôn. Vinh thì luôn luôn thích cái loại phòng này nhất, bởi vì Vinh cảm giác nó gần với sóng biển. Cái sáng sớm mình thức dậy thì mình mở cửa sổ ra, mình sẽ thấy liệt liền một cái view biển rất là đẹp. View xịn sò, đúng không? Rồi. Phòng tắm bên này cũng rất là rộng, có bồn tắm đứng, rồi bồn tắm nằm luôn. Ok, tủ quần áo. Phía bên này mình có căn phòng ngủ thứ hai ở dưới tầng trệt. Căn phòng ngủ này thì không có view ra biển mà là nhìn ra ngoài vườn và có hai giường ngủ nhỏ.
Đây ha, cho mọi người xem cái view. Như thế này cũng hay, bởi vì phòng ngủ nào thì mình cũng đều có một cái view để mình nhìn. Chắc chắn là sẽ có những người thích nhìn view biển, và cũng có những bạn Vinh tin chắc là thích giờ cây cối cảnh ở trong vườn, thì mình chọn căn phòng này. Thiết kế của căn villa này mình có thể gọi là bán cổ điển hả? Các bạn có thể thấy những cái nét xưa cổ classic pha với những cái nét hiện đại nữa. Bây giờ mình sẽ tham quan master bedroom, là căn phòng ngủ chính của căn villa. Căn này là căn phòng rộng nhất, nằm ở trên lầu, rộng thênh thang luôn, có luôn cái phòng khách nhỏ ở đây. Phía này thì mình cũng nhắm nhìn ra ngoài biển được. Căn phòng này đối với Vinh chắc là nếu mà ở Vinh ở một mình thì Vinh sẽ chọn cái căn phòng ngủ nhỏ ở dưới. Ở đây đối với Vinh thì nó quá bự. Như vậy là các bạn đã xem qua nội thất của căn villa 4 phòng ngủ. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài phía hồ bơi. Thật sự là Vinh rất là thích, đặc biệt là cái cảm giác mà mình đi nghỉ bước vào trong căn villa, một cái cảm giác mà dễ chịu, thoải mái á, thì Vinh liên tưởng liền đến một cái không khí, một cái không gian mà Vinh sẽ dẫn gia đình mình tới. Đặc biệt căn villa này thì các bạn có thể ở từ 8 người lớn và 8 trẻ em nữa. Và các bạn sẽ trả cái giá là 18 triệu bình thường nếu mà mình mua cái gói kèm ăn sáng. Ở bên nghĩ rất là rẻ luôn, bởi vì 8 người lớn, 8 nít là 16 người mà mình chỉ trả 18 triệu thôi, thì trung bình một người khoảng 1 triệu ha. Giá cũng rất là hợp lý, cả gia đình ở một căn villa to như thế này. Và nếu mà các bạn muốn tiện nghi hơn, mình ăn sáng, ăn trưa, ăn tối thì mình sẽ trả tầm vào khoảng 24 triệu cho một đêm cho cả gia đình. Thì cái mức giá này là mức giá bình thường, nhưng mà nếu các bạn canh vào những cái chương trình khuyến mãi thì mình sẽ có cơ hội chộp được những cái ưu đãi rất là hấp dẫn. Có những đợt mà Vinh biết theo thông tin của Vinh nghiên cứu thì có những đợt các bạn chỉ có trả khoảng 10 tới 12 triệu là mình đã có thể sở hữu nguyên một căn villa 4 phòng ngủ này cho cả gia đình của mình. Mọi người cũng thấy là hồi nãy Vinh scan cái phần hình ảnh mặt của Vinh thì Vinh sẽ vào được khu buffet để ăn tối. Đẹp lung linh luôn nè. Thiệt sự là rất là sang trọng, và đồ ăn thì Vinh chưa gì hết là Vinh thấy rất là nhiều sự lựa chọn và hấp dẫn nữa. Bây giờ mình đi coi chi tiết xem bữa buffet ở Vinpearl sẽ như thế nào nha. Phía tay trái của Vinh thì có phần dessert, có trái cây, nguyên một cái thác sô-cô-la. Này mấy em nhỏ vô là mê chết luôn. Đây mình có pizza, rồi burger, chó cá nha, canh, cơm trắng, cơm chiên, miếng xào đây. Wow. Có đầy đủ hết thì Vinh nghĩ là ai cũng có được cái phần ăn yêu thích của mình. Rất là nhiều sự lựa chọn. Hải sản bỏ lò với phô mai luôn. Wow. Lát hồi mình sẽ ăn cái này. Nhìn cái này hấp dẫn quá. À cái này cũng đặc biệt. Quầy barbecue, chính xác. Sườn heo nguyên tảng nướng sốt barbecue. Đây. Mình có gà quay mật ong. Wow. Phía bên này là mình có đồ ăn quầy dân dã. Mình nghĩ cái này cũng rất là thú vị. Tại vì Vinh thì kiểu gì kiểu Vinh cũng sẽ thích ăn đồ ăn Việt Nam. Món nước ngày hôm nay là món gì em hả? Miếng măng vịt. Bên này là mình có pasta với lại spaghetti nè. Hải sản hay là gì? Wow, đây có hình mẫu đây hả? Có rất là nhiều nha, là tùy theo sở thích của các bạn mà các bạn order, anh chef ở đây sẽ làm cho mình luôn. Mê đồ chiên. Yeah, no nê. Ok. Bước ra phía bên ngoài thì mình sẽ có khu vực barbecue và hải sản tươi.
rất là phong phú nha, món gì mình thích cũng có hết. Bây giờ như đã hứa thì Vinh sẽ dẫn mọi người đi gặp một nhân vật rất là đặc biệt, một người bạn của Vinh, Vinh rủ đi chung chuyến này. Chắc chắn là các bạn sẽ rất là bất ngờ. Và chắc là Vinh sẽ không giới thiệu đâu, Vinh gõ cửa ra thì mọi người sẽ biết là ai thôi. Hello, housekeeping. Housekeeping đẹp trai vậy luôn. Hello mọi người. Yeah. Vào đây với em đi nào, ăn sáng với em đi nào. Nhân tiện là mới vừa tới đây mà họ chu đáo nghe không anh? Có nghe một bữa ăn sáng thì cho anh em mình luôn. Yeah. Phòng này em thích không? Quá là thích luôn. Mời mọi người vô đây. Tức là rất là rộng rãi và hợp lý cho một gia đình ở nhá. Hai phòng ngủ. Bên anh là mấy phòng ta? Bên anh 4 phòng, tại có thêm nữa. Đúng rồi. Bên em thì hai phòng ngủ rất là xinh xắn vừa vặn mà này. Đây, có ngay một bữa sáng mọi người chuẩn bị anh ơi. Hôm nay mình có bánh bánh ngọt nè, nước cam nè, okay. Rất là healthy. Trời ơi. Xong rồi là mình nhảy xuống hồ bơi, mình ăn luôn cũng được. Mà hôm nay thời tiết đẹp ghê anh ơi. Sáng nay thấy không, em thức từ sớm xong bắt đầu là thấy trời nắng dịu, đông vui. Em ngồi đây đi. Ok. Sao tự dưng hai anh em mình hẹn nhau được ở một cái nơi mà nó lãng mạn như này nhở? Chưa từng nghĩ. Lần trước thì mình cũng hẹn nhau rồi là mình sẽ đi đâu đó đi chung. Và lần này thì rất là may mắn bởi vì Vinh rủ Quỳnh Anh thì đúng lịch Quỳnh Anh có thể sắp xếp đi với anh Vinh. Không, thật ra là bởi vì nếu mà anh Vinh rủ thì anh phải là ưu tiên lịch cho anh Vinh trước chứ. Ok. Công việc gì cũng dẹp hết. Với cả thật ra là cũng rất là cần một cái chuyến đi để nghỉ ngơi. Những người nghệ sĩ như mình ấy, em nghĩ là anh Vinh thì đi suốt thì không nói đi, em nghĩ rằng anh là những cái chuyến đi của anh là liên tục. Nhưng mà như em thì lâu lâu em cũng cần một cái chuyến đi để em refresh lại mọi thứ về đầu óc nó thư giãn này. Rồi mình ngồi trước biển thôi mình cũng nghĩ rất là nhiều việc. Cảnh ngày hôm nay là ổn rồi đúng không? Văn phòng của Quỳnh Anh hôm nay rất là thoáng đãng, view văn đẹp. Văn phòng của Quỳnh Anh ngày hôm nay là vừa có khách quý đến thăm nè, xong còn có cả đồ ăn chuẩn bị sẵn. Qua bên kia mất tiêu rồi anh ơi. Và một cái khu vực là trước biển như vậy thì buổi sáng mở mắt ra là đã nhìn thấy, cảm thấy rất là bình yên rồi. Rất là thích luôn. Anh Vinh thì trong đầu bây giờ đang nghĩ ra rất là nhiều hoạt động cho em luôn. Là bởi vì sau khi mà em nghỉ ngơi tại phòng rồi, có đồ ăn, hồ bơi rồi các kiểu, thì xem là làm món gì trước. Là anh đang dẫn Quỳnh Anh đi ăn cái gì? Hay đi ăn san hô đi? Đi ăn san hô. Quý anh nói chung là hoàn toàn tin tưởng giao phó cái tính mạng của mình cho một cái người chuyên gia expert mà như anh Vinh đã đi khắp thế giới rồi. Và chắc chắn hôm nay là món đầu tiên sẽ là san hô hả? San hô. Hôm nay chắc là mọi người sẽ thấy một cái hình ảnh rất là khác biệt của Quỳnh Anh. Anh Vinh sẽ có thể là không biết nữa, thử thách anh Quỳnh Anh. Quỳnh Anh một chút xíu. Quý anh chưa bao giờ Quý anh nghĩ rằng là anh Vinh sẽ là một trong những người đầu tiên có thể khám phá rất là nhiều những cái khả năng khác của Quỳnh Anh nữa. Đúng rồi, chính đúng rồi. Chính bản thân của anh cũng chưa biết được. Yeah. Mọi người chờ xem nha, hai anh em đi đâu nha. Xin chào mọi người, Quỳnh Anh và anh Vinh đã vừa mới đặt chân xuống cảng biển quốc tế An Thới. Bây giờ là chúng tôi sẽ có một cái chuyến đi ra đảo để lặn ngắm san hô. Quỳnh đang rất là háo hức bởi vì rằng là chưa bao giờ được đi cả, và anh Vinh là cái người đầu tiên dụ dỗ Quỳnh Anh đi chơi trò chơi này. Lôi kéo. Và chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cảnh đẹp để khoe với quý vị nè, khoe với mọi người nè, và cùng với Quỳnh Anh và anh Vinh ngắm san hô nha. Từ chỗ Vinpearl của mình ở là các bạn đi khoảng 1 tiếng đồng hồ mình mới tới được phía nam của đảo. Nãy là Vinpearl, mình là phía bắc. Ngày hôm nay thì hai anh em sẽ đi tàu siêu tốc nha, đi cái loại tàu tốt nhất. Nếu mà các bạn quan tâm thì mình sẽ có nhiều cái option lựa chọn từ 2.5 triệu cho tới 4.5 triệu.
thì 2,5 triệu thì tàu nó một máy chạy chậm hơn tí xíu, nó không có mái che. Hôm nay mình đi lại tốt nhất thì tầm 3,5 triệu tới 4,5 triệu tùy theo mùa. Sẵn sàng chưa? Ngày hôm nay thì sự của anh Vinh Vinh sáng lập rất là hồi hộp với mọi người. Bởi vì là thời tiết có vẻ là từ sáng sớm khá là âm u, cho nên là hai anh em lo lắng là không biết là có ảnh hưởng đến cái chuyến đi ngắm san hô thì không. Đi ngay mùa mưa, tháng 6, tháng 8. Nếu các bạn đi các mùa khác thì Phú Quốc nắng đẹp. Nhưng mà tháng 6, tháng 8 mình đi thì vẫn có thể hên xui. Ngày hôm nay thì tụi mình chắc hên rồi đó. Mình hên. Hy vọng. Trời nắng. Mình hên bởi vì trời nắng lên rồi, và bây giờ đi nha. Đi. Đây là thuyền của mình ngày hôm nay, rất là luxury luôn. Chào cả nhà, sau khoảng 25 phút trên cano thì đoàn của mình sẽ đến với hòn đầu tiên gọi là hòn Gầm Ghì, còn còn gọi là hòn Kỳ Lân, bởi vì tảng đá này nó giống một con kỳ lân. Và nơi đây có rất nhiều san hô ở dưới biển. Đó, thì tiếp tục là em sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cách xài cái bộ kính lặn này nha. Đầu tiên là mình phải biết cách tháo mở nó. Rồi mình đóng lại nè. Mình bấm cái này nè. Mình lấy ra. Đó, ok. Thứ hai mình cách mình đeo kính vào. Vào như vậy, mình kéo xuống. Đó, để cho cái này nó qua cái mũi. Và cái này là để mình cầm vào mình thở. Thì cái ống này nó sẽ trên mặt nước để mình thở dễ dàng. Mình cầm này. Và cái kính này mình sẽ giúp mình nhìn dưới san hô rõ hơn. Và đặc biệt mình không nên thở bằng mũi. Khi mình thở bằng mũi, kính nó sẽ bị mờ đi. Mình sẽ không thấy gì cả ở dưới nước. Đó. Cái gì không biết là xuống là biết liền à? Đây là lần đầu tiên của em. Lần đầu tiên thì tập Vinh xuống dải chứ bây giờ chưa bao giờ biết. Em muốn cả nhà mình tập thở không cái nước trước đi. Okay. Nhưng mà không biết là có xuống dải không mà mình chắc là đẹp lắm. Vào thử cái bằng miệng. Ngày nay hôm nay anh Vinh góp công là giúp cho Quỳnh Anh truyền bá văn hóa lặn san hô á mọi người. Và anh hai chưa sáng. Có biết gì khai sáng. Cho nên là bây giờ tất cả mọi thứ là đều đợi anh Vinh. Thôi bây giờ mình làm. Đi. Mình xuống tiếp chỗ sâu xuống. Tại vì chỗ gần thì san hô nó sẽ cắm vào chân mình. Mình phải mang cái giày bảo hộ này đây, nha. Đây, đây là chiếc giày. Đó, thì mình xuống vô sâu mình bơi vô cái chỗ cạn cạn sẽ ngắm san hô rất là đẹp. Tức là đường vào san hô là phải bơi vô chứ không có được đi tàu. Đi. Rồi. Cầu thang nằm ở hướng bên chỗ anh Lem nha. Đó, đúng rồi đó. Rồi mình đẩy ra. Đẩy cơ thể mình ra ngoài luôn. Yeah. Bây giờ anh Lem hỗ trợ các bạn xuống nha. Xoay người lại đúng rồi. Mình đẩy ra xuống cầu thang. Mọi người ơi, lần đầu tiên em làm chuyện này. Anh cho em một cái tay được không? Bước xuống tàu chị. Rồi đạp cái con tàu ra. Chưa mẹ anh ơi. Đạp ra. Ok. Bây giờ hai anh em mình đã tới được hòn Mây Rút Trong sau khi lặn ngắm san hô. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lặn ngắm san hô đúng không? Rồi. Thật ra đây là một cái trải nghiệm mà của anh thấy rất là tuyệt vời, bởi vì thực sự là phải nói 30 năm, 30 mấy năm sống trên đời thì cái hôm nay mới có một cái dịp như thế này để cùng với anh Vinh lặn xuống dưới ngắm san hô. Trước giờ của anh tưởng tượng rằng là nếu mà muốn ngắm san hô thì phải biết bơi nè. Cho nên là cũng mình cũng biết bơi nhưng chỉ có điều là mình không có bơi giỏi ra biển thôi, và cũng cảm giác là bơi biển nó hơi sợ hơn so với hồ bơi ấy. Nên cũng không trải nghiệm bao giờ cả. Nhưng mà nhờ có anh Vinh thì hôm nay của anh đã mạnh dạn dám xuống biển ngắm san hô, rất là nhiều cá bơi xung quanh và rất là nhiều san hô đẹp. Tuy nhiên chỉ có một điểm các bạn lưu ý, đó là khi đi ngắm san hô thì mình cẩn thận nhá, bởi vì của anh chính vì chưa có kinh nghiệm nên mới mặc bikini. Còn anh Vinh là đi nhiều rồi cho nên là vừa mặc
đồ chuyên dụng chống dành nắng. Cho chống nắng nè, rồi xuống dưới san hô thì nhiều khi mình đi sóng qua sóng biển nó đánh nó va chạm thì mình sẽ bị đứt tay, đứt chân. À, cho nên là với anh chị nghĩ rằng là có dịp quay trở lại để ngắm san hô lần nữa của anh sẽ trang bị đầy đủ như anh Vinh luôn. Còn đợt đấy thì vừa mới đáp xuống một cái hòn đảo rất là đẹp, xinh đẹp của Phú Quốc nữa. Đây là gì anh nhỉ? Đây là hòn Mây Rút Trong. Hồi nãy là mình đi hòn Gầm Ghì là mình ngắm san hô. Nhưng mà tới đây thì mọi người tắm biển được. Đó. Cái bãi đây là bãi tắm, rồi mình ăn trưa ở đây được luôn. À, từ hòn Gầm Ghì hả anh, đúng không? Mình tới hòn Mây Rút Trong thì mình phải đi một cái đoạn đi cũng nhanh cũng thôi. Gần thôi, rất là gần thôi, nhưng mà có một cái đường đi bộ từ phía ngoài vào thì giống như cảm giác đi vào một khu rừng vậy đó, nhưng thực ra là ra nơi là một bãi tắm rất là đẹp như vậy. Và lên đường xuống là, biển. Rất là đông người tắm luôn mọi người ạ. Quý anh nghĩ rằng là Việt Nam mình có quá rất nhiều chỗ để mình khám phá, và biển Việt Nam thực sự là rất là đẹp. Quý anh còn thấy không thua kém gì biển thế giới cả. Còn rất là nhiều những cái nơi mình chưa khám phá ra, và đây là một trong những hòn đảo quý anh nghĩ rằng là mới được mọi người biết đến và đến tắm rất là nhiều. Hòn Mây Rút Trong nha, rút trong mây. Mây rút trong, mây rút ngoài là phía ngoài kia. Mây rút ngoài phía ngoài kia. Rồi bây giờ mình tranh thủ uống nước dừa, chụp hình sống ảo. Đây có rất là nhiều những cái chỗ trang trí cho mọi người chụp hình. Xong sau đó là dưỡng sức nha, đi chơi tiếp. Chơi tiếp, hôm nay là dành cả ngày chơi với anh Vinh thôi. Ok. Anh Vinh sẽ dẫn của anh đi rất là nhiều nơi tại Phú Quốc. Yeah. Với bông dừa là có bữa ăn lãng mạn rồi nè. Đấy. Từ chiều đấy tụi anh em tụi mình tự bữa ăn lãng mạn đầu tiên ăn với Vinh trong đời. Ăn lán với con Vinh nha mọi người. Ủa đang quay á Phúc. Quay rồi. Quay rồi luôn. Tự dưng sao mà là mình thấy cái đoạn này nó bị ngược. Bị ngược sao? Đáng nhẽ là mình phải enjoy cái cảm giác này nó rất là lâu rồi. Với một cái người phải nói rằng mình cho rằng là rất là quan trọng với cuộc đời mình. Nhưng mà tính ra thì em thấy hình như là đây là lần đầu tiên em ngồi trước biển em ăn kiểu lãng mạn. Hai người như vậy mà và với anh Quang Vinh. Đâu sao đâu, anh Vinh nghĩ có nhiều loại nhưng mà quan trọng là cái trải nghiệm của mình thôi đúng không? Đúng rồi. Để mà nói đến sự trải nghiệm thì em nghĩ rằng là ngày hôm nay bản thân em cũng cái chuyến đi này đã có rất nhiều cái sự trải nghiệm lần đầu tiên mà nói chung là phải cảm ơn anh á. Bởi vì đầu tiên là chúng ta đến với nhau là vì một cái sự rủ rê nó. Bởi vì cả hai đứa cùng rất là ham du lịch. Đúng rồi. Thích đi khắp nơi. Dự định hồi đầu là mình còn rủ nhau đi Tây Ban Nha, mà năm nay là có dịch rồi. Nhưng mà cuối cùng là thành một chuyến đi ra biển. Thực sự em biển là một cái nơi mà em luôn luôn cảm thấy thích, rất là thích. Bởi vì em nghĩ rằng là đến một cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời mà đối với em thì kể cả từ khi em còn nhỏ đến khi em còn trẻ đến khi bây giờ mình vẫn trẻ thì em vẫn thích biển. Và cảm thấy như cuộc sống của mình thì ngày càng mình hướng đến cái sự bình yên nhiều hơn. Thì cái không khí này nó chính là bình yên chứ còn gì, đúng không anh? Đúng vậy không? Đây cũng là cái mà khi mà em nghĩ đến em đi du lịch thì là em hướng tới, đúng không? Đúng rồi. Là cái kiểu du lịch em thích. Không, nếu mà nói về kiểu du lịch nhá, tức là em sẽ chia ra thành nhiều thời điểm với những cái mood trong người mình. Có những giai đoạn mình sẽ thích đi thám hiểm, đi mặc dù á em nghĩ rằng là em chưa có trải qua cái đó nhiều như thế nhiều trong cuộc đời em, nhưng mà em thích được chia ra những cái khoảng giai đoạn là có khi mình thích được đi trải nghiệm, thám hiểm, khám phá để mình biết được là cái khả năng của mình đến đâu, cái sức của mình đến đâu. Và em không có ngại điều đó, em không có sợ điều đó. Rõ ràng anh hôm nay thấy rồi, anh rất là bất ngờ, tại vì hồi đầu nghĩ là Quỳnh Anh thì cũng là kiểu giống như mình cũng sợ nắng. Con gái thường sợ nắng hay là sợ chơi những cái trò cảm giác mạnh quá thì cũng hay là lặn biển ngắm san hô đều là những cái điều mà lần đầu tiên em làm, đúng không? Thì anh Vinh rất là vui đấy, vì đủ rê được. Giống như là bản thân anh Vinh cũng là một cái người đã inspire cho em chuyện đó, đã truyền cảm hứng cho em cái việc đó. Và thực sự là em đã theo dõi cái việc mà anh đi khắp nơi rất là nhiều rồi chứ. Và em cũng đã từng nghĩ là ok, cuộc sống như thế, khi mà mình hướng đến một cái cuộc sống mà mình muốn đi khám phá tất cả mọi nơi,
để mà trải nghiệm cho bản thân mình từ Việt Nam đến nước ngoài. Thì đó lý do mà khi mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên á, anh đưa ra vấn đề thì em cảm thấy là hứng thú liền. Okay. Và ngày hôm nay em được trải nghiệm với anh là một cái người rất là kinh nghiệm trong cái chuyện mà đi khắp nơi như thế rồi. Với tất cả những lần đầu tiên về lặn biển, về những cái trò... nói chung là em thấy... tin. Cái đầu tiên là phải trao niềm tin. Bởi vì là... người khác xúi cũng em không dám đi. Nhưng mà anh xúi em dám đi và em cảm thấy rất là thú vị. Cảm ơn Quỳnh Anh. Và hôm nay thì hai anh em đang ăn tối. Ăn tối rất là lãng mạn với nhau. Ngoài biển luôn. Và ngay cái thời khắc đẹp nhất ở trong ngày. Là lúc hoàng hôn. Cứ bị lộn giữa hoàng bình minh hoàng hôn. Hoàng hôn đấy. Tức là cả hai anh em mình đều cùng đã từng ở bãi biển này vào hồi tháng 11 năm ngoái khi mà chúng ta cùng tham dự một cái đám cưới tên gọi là thế kỷ đúng không? Cũng là không khí này. Và lúc đó là anh cuối năm anh bận đấy. Anh xuống được một ngày em cũng vậy đúng không? Mình chạy nhưng mà lần này thì mình có nhiều thời gian mình trải nghiệm hơn. Nhưng mà cũng là cái không khí rất là lãng mạn này. Nôn quá, hôm nay biết mình ăn cái gì? Cảm ơn em. Rất là thơm. Bạch tuộc, tôm, sú nướng. Cá gì em hả? Dạ đây là cá sồng ạ. Cá sồng. Dạ, nghe lạ quá. Nghe lạ quá ha. Cái phần cá sồng này á, cái da của nó là mình sẽ bỏ, mình sẽ không ăn. Lần đầu tiên mới được nghe. Rồi. Không ăn da. Thử một miếng cá sồng. Cảm ơn em. Ngồi ăn ở trước biển ngon anh ạ. Ngon hả? Thế vị ngon. Lạ ha. Tức là có độ dai á. Dạ. Anh bình thường thì thích ăn cá mà nó dai dai, thịt nó dày dày chút. Nhưng mà em nghĩ là bởi vì cũng là quan trọng cái khâu mà họ nướng á. Cái khâu mà để cho nó vừa lửa. Nói chung là với em á, cuộc sống nó phải là được trải nghiệm hết cả mọi thứ. Trải nghiệm cả khi mình chỉ ngồi ở lề đường mình ăn một vài cái món lề đường cũng rất là ngon. Khi mình được ngồi ở giữa biển và mình ăn những cái món favorite của mình như thế này, yêu thích của mình như thế này, thì khi đó là bởi vì gì, mình có cái điều kiện để mình làm cái điều đó. Chứ còn em không thích một cuộc sống mà cứ chỉ cắm đầu vào việc và lo kiếm tiền và không có thời gian để enjoy cuộc sống thì nó hơi phí. Bởi vì thực sự mình cũng không biết là cuộc sống này ngày mai sẽ như thế nào cả. Cho nên là cứ khi có điều kiện thì phải nên tận hưởng. Cảm ơn em. Tiền kiếm ra được thì phải xài đúng không anh? Mà hơn nữa là xài cùng với những người thân và xài với cả gia đình của mình thì là tuyệt vời. Vậy là hôm nay mọi người được nghe Quỳnh Anh chia sẻ và trải lòng rất là nhiều nha. Mấy khi được nghe Quỳnh Anh nói chuyện nhiều như vậy, đúng không? Em thật ra em sẽ không... em nghĩ là nếu như mà để nói về những cái điều trong cuộc sống mà khiến cho những cái người họ lắng nghe mình á, họ có thể liên tưởng cuộc sống của họ để họ thay đổi cuộc sống của họ, thì em rất là sẵn sàng. Em chỉ không nói về chuyện riêng của em thôi. Đấy là cái điều nguyên tắc mà từ trước đến giờ, bởi vì em chỉ nghĩ là khán giả khi mà đến với nghệ sĩ thì khán giả sẽ thương nghệ sĩ đó bằng những cái sản phẩm, bằng những cái gì mà người nghệ sĩ đó làm việc và cống hiến. Còn về chuyện đời tư thì đó là một cái góc riêng của mỗi người rồi. Có quyền nói ra, có quyền không nói ra. Thì em nghĩ khán giả họ nếu mà thực sự thương mình, họ cũng sẽ tôn trọng cái điều đấy của mình. Cho nên là nếu mà nói cái gì về cuộc sống mà khiến cho các bạn cảm thấy thay đổi một góc nhìn nào đấy, thì có thể xách ba lô lên và đi cùng với cả người thân của mình. Thì các bạn có thể thấy là đồng cảm gia đình ở một của cái mình cạnh nào đó hả? Thì cũng rất là hay mà. Bởi vì Việt Nam mình thì thực sự có quá nhiều những cái chỗ để khám phá. Biển rất là đẹp và những cái nơi để khám phá thì còn rất là nhiều nơi hoang sơ. Và Việt Nam mình được cái là miền Bắc Trung Nam là mỗi một nơi đều có cái hay riêng hết. Hiếm có quốc gia nào mà được đều có cảnh đẹp từ Bắc tới Nam luôn. Và văn hóa đồ khác ăn, rõ rệt. Văn hóa là mỗi vùng miền đều rất là đặc trưng. Đấy. Bởi vì em mới nói rằng là như anh là sướng nhất rồi. Đúng không? Anh chỉ có đi đến những nơi anh muốn để chia sẻ với mọi người về những điều anh thích. Còn về công việc sao? Công việc rồi sắp tới là em sẽ có cái gì chia sẻ với mọi người? Công việc. Nói chung là công việc thì cái trách nhiệm của mình là một nghệ sĩ thì mình vẫn phải có những cái sản phẩm cho khán giả của mình.
Nhưng mà em nghĩ là đối với em thì em sẽ không vội điều đó. Bởi vì em nghĩ rằng là khi một cái sản phẩm ra mắt, nó phải được cái sự đầu tư nghiêm túc của chính bản thân mình. Ok. Và nó có một cái thời gian ấp ủ đủ để mình có thể tự tin giới thiệu cái điều đấy đến khán giả của mình. Thì khi đấy mình mới cảm thấy là cái sự tôn trọng của khán giả. Mình tôn trọng khán giả. Đúng ha? Rồi, tôn trọng khán giả của mình. Chỉ có là em sẽ, em và cũng như là anh Vinh sẽ không bao giờ có những chiêu trò cho khán giả coi thôi. Bởi vì hai chúng ta là một cái những người mà nghệ sĩ mà sẽ làm nghề bằng cái sự đam mê của mình thôi. Và sự nghiêm túc của mình thôi. Thì mong là mọi người xem thì sẽ thấy và ủng hộ những cái dự án sắp tới của Bình Anh. Anh Vinh thì chỉ mong một điều thôi, là bận ca hát nhưng mà anh Vinh đủ đi trải nghiệm thì chắc là đi với anh Vinh. Chắc chắn. Okay. Mà còn biết đâu lại có một ngày mà biết đâu mọi người thấy hai anh em tự dưng hát cùng nhau một bài sao? Ok. Không ai biết trước được. Gọi là bài mình phải sáng tác riêng một cái bài cho những cái chuyến trải nghiệm như này anh ạ. Ok. Để hai em mình hát em với nhau. Em lo nha. Ok. Em lo được đó nha. Em lo là anh phải chơi á với em á. Cảm ơn em. Cá sòng, sò tổ và ghẹ hàm Ninh. Cảm ơn em. Ghẹ hàm Ninh. Ghẹ hàm Ninh. Hàm Ninh. Ghẹ hàm. Hàm Ninh là cái vùng tên là Hàm Ninh. Vậy hả? Em không nói. Ở Phú Quốc mình có một cái làng chài Hàm Ninh đó, và cái nơi này là ghẹ là ngon nhất. Và ở Hà Tiên thì ghẹ hàm Ninh sẽ chở qua Hà Tiên á. À. Hà Tiên thường ghẹ ngon từ Hàm Ninh qua. Hay quá ha. Cảm ơn em. Chị lại nghe tưởng là ghẹ vừa hầm vừa ninh. Đây là ghẹ hàm Ninh. Vinh và Quỳnh Anh thưởng thức ngày hôm nay. Bằng bàn tay nhỏ như là hơn lòng bàn tay mình nữa hả? Nhưng mà những bạn này sẽ rất là chắc. Mà là đặc sản của vùng Phú Quốc nha. Mình có hải sản nhưng mà Vinh thấy quan trọng nhất đó là cái phần nước chấm. Nước chấm ớt xanh và nước chấm ớt đỏ. Ớt đỏ thì cực kỳ cay luôn. Rất là ngon. Mình chia sẻ thêm thông tin về giá nếu các bạn thích trải nghiệm như là Vinh và Quỳnh Anh. Thì mỗi người sẽ trả 1.6 triệu. Có vừa thịt vừa hải sản tất tần tật và có một cái không gian, đây là nhà hàng ngàn sao đó mọi người. Và thật ra thì giá này mọi người cũng nên hiểu là tại vì mình có nguyên cái không gian riêng của mình, setup riêng và đầu bếp cũng dành riêng cho nhóm của mình thôi. 1.6 triệu là chưa tính tiền rượu nha. Thì mọi người có cái thông tin để mà tham khảo nếu các bạn đi du lịch ở Vinpearl, thì mọi người sẽ nghiên cứu thêm về cái mảng ăn tối ngay trên bãi biển. Cheers. So far là em ăn, em thấy sao ngon? Rất là vừa miệng, bởi vì như từ đầu em nói đó, là cái món cá này nếu mà ngon được thì em nghĩ rằng là cái khâu đầu bếp rất là quan trọng. Được. Bởi vì cái khâu mà nướng cái đủ biệt. Lửa nè, làm sao không cháy quá, cũng không có non quá, được. Không già lửa quá, thì đó là một cái điều khéo léo của đầu bếp ở đây. Nãy giờ anh cũng thích món cá nhất. Và em cũng cảm thấy là hay là bởi vì mình hôm nay mình đi một ngày mình quá mệt nên mình thấy ăn cái gì cũng ngon anh ạ. Anh Vinh ăn ngon thì đã có Quỳnh ăn ngồi kế bên. Không phải ăn một mình nữa. Ok. Thôi bây giờ hai anh em sẽ tập trung chuyên môn. Mình sẽ ăn cho no nê và tâm sự tiếp. Tâm và sự ngày mai thì sẽ đủ Quỳnh Anh trải nghiệm một ngày dài, rất là nhiều hoạt động. Và anh sẽ không biết là ngày mai của mình như thế nào, nhưng mà chắc chắn là sẽ thú vị và sẽ có nhiều điều đáng sợ phía trước mọi người ạ. Cheers. Cheers. Yeah. Going to do